Tiên chúng ta sẽ đến với một cái tường mà ở CA mà có thể là nó là cái tường phổ biến nhất, gần như là thằng chơi gì nào cũng nên phải biết kẻ cái tường này ở map 88. Đó là anh em, sau khi mà anh em màn trắng mở ra, anh em bay nè từ mid đúng không, bay ra bay xuống đây nè, đứng đây nè đúng không, mở map lên nè, ở đây là nó có cái cửa sổ của địch nè, đúng không? Anh em rơi chuột qua nè, đó đúng không, nhảy 2 lần nhé, à nhìn kỹ lại 1 lần nữa nhé. Đó, che được cái cửa sổ nè, nhảy 2 lần. Đó, nó sẽ che được cái cửa sổ nè. Đó. Đấy, đó. Mấy thằng ở trên, thằng ở dưới nó có thể đi vào đây nè. Bây giờ anh em á, có một con la quay nó biết chơi nha, nó sẽ cắm cái dao này nè. Không, nó sẽ coi coi là bên bên phải sai là bao nhiêu thằng nè, bên trái sai nhiêu thằng nè. Bây giờ anh em chọn được, chọn nha, chọn nha. Ví dụ cái tường nó đứng đây đúng không, chọn nếu mà bên bên phải sai A á, mà nó đông người á thì anh em có thể đi mid nè, anh em đặt đánh từ mid qua tới B luôn đó. Còn nếu mà bên phải sai A á, mà ít ít người á, ít người là anh em có thể chạy ra đặt bom được, đặt bom này nè. Đó, khi mà đi màn trắng hạ xuống anh em đi theo hướng này nè, lên lên chỗ cái ghế này nè, nhảy 2 lần. Đó, nhìn nè, ở trước mặt nó có cái, ở đây là cái window bọn nó hay gom bắn nha, này không, chỗ này nữa nè, em dịch qua phải tí nè, không che được chỗ này nè, nó em nhảy 2 lần nè, bấm nè, nó sẽ như thế nào ra đây coi. Đó, nó sẽ kính chỗ này nè, kính chỗ này nè. Có thấy gì đó. Một cái tường khác á, một cái tường khác là như thế này đây, cái tường khác là như này đây, anh em chắc cho bên phải không có ai không. Ok, đấy, kiểu sai nó ok đó, kiểu như là nó nghĩ mình rotate rồi á, rồi thì ra mình chưa rotate đó. Mình xuống nè, đây mình đứng nè, đó. Mở mờ lên đó, thấy cái window này trên đây không, nhảy 1 lần, nhảy 1 lần nhé, đừng nhảy 2 lần nhé, nhảy 2 lần là sẽ thành tường tường hở chân, tường quanh quay á, tường quanh quay thì có thể xài được nhưng mà không phải lúc nào cũng xài á. Nó sẽ che đây nè, đó che nè, ai đặt bơm có thể ngồi đây đặt bơm nè. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho anh em là một cái tường ở quốc tình 3 để đánh ai long ra hậu. Thật ra là có thể dùng cái tường này đánh khi kể cả chưa có ở quốc tình 3 được, nhưng mà có ở quốc tình 3 nó sẽ hiệu quả hơn á. Thì đầu tiên khi mà cái màn trắng hạ xuống anh em chạy ngay đúng không, thì tới đây là anh em ném lên cho cái to nè, ném smoke nè, coi smoke rơi nè, đó nghe đúng chỗ anh em đứng luôn đúng không. Giờ anh em kẻ nè, kẻ kẻ vô chỗ này nè, không nhảy một cái kẻ đó, nó sẽ như thế này nè, không à, thấy nè. Đó. À, đó, thấy hả? Đó. Đó. Ừ. Đó là cái tường ở phần 3 đánh tay ai, thì ai ngồi đặt bơm em có thể ngồi ở đây đặt bơm nè. Cái tường ngồi đặt bơm, đừng 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 ngồi chỗ này, đừng ngồi chỗ này, ngồi chỗ này mà bị bắn là bị nó nhảy lên nó bắn nha, ở đây nè, ở dưới đây nè, à, nhảy lên nè, nó bắn cho thì không ai cover được đâu, khó cover lắm. À, nếu mà cái tường nó, nếu mà cái tường nó chạy lại nha, à. Đó nhưng mà thấy không, đó nó che nè, thấy không, che trên rồi á, nếu mà kẹt, nếu mà đặt bơm á, đặt đây nè, đó 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 đó, không là đây nè, không có đâu biết đâu, mấy thằng ấy nó sẽ đục đây nè, đục đây nè, nó đục đây nè, đục đâu được, mình đứng ở đây nè, ví dụ là đứng này những thằng khác nó cover được, đây là ví dụ thằng nào đi qua đã bắn rồi. Đó. Còn mà ở dưới đây nó nhảy lên nè, hoặc là mấy thằng mà ở trên này nó bắn cho thì nó dạt này nè, nó dạt cái nó bắn khó dữ lắm, phải bắt mấy thằng ở dưới này nè.
trường trường B Quốc Kình 13 thì anh em mà bay vô đây nè. Đứng ngay cửa này nè, cẩn thận coi có người không nha. Cái cửa nè. Thấy cái cột đen à. Đây thấy nóc này không? Đó. Kẻ Cửa bị không thủ nhảy nghiêm á, rồi. không nhảy cứ đứng như thế kẻ thôi. Rồi nó sẽ ra cái tường đây. Xuyên nông quân Đó. mù chuẩn bị chung chuyện. Thì những thằng nào nó thích thì nó bắn như này bắn nè. Những Cơ thằng cải khác là sinh muốn chính lên quân trên thì xuyên. cứ bay thế này bay lên nè. Đó. Này bắn nè. Anh em không cần phải lo cái thằng đứng đây nhé, thằng đứng đây nó không thấy gì đâu nè, nó vô cái góc này là không thấy mày hết đó, cái góc này không thể kê được, nó phải lui thôi, nó phải lui ra cái cột này nè, hoặc là nó lui ra đây nè thì mình dễ dàng mình lấy được cái hai bình của nó. Chứ sau đây chúng ta sẽ có một cái tường cũng gần ba ở góc A, anh em Đón cẩn chiều thận coi mấy xin cái quân thằng có đứng ở đây không nhé, cái theo thằng xin đây quân đứng đây nè ném đồ à. hiến vũ Đó, tương cải sinh chính anh quân em xuyên nhảy vào coi cột. Em thấy cái chỗ mà trắng trắng này không? Trắng trắng này nè. Đó. Em xuyên kẻ nông quân mù chỉ động nó sẽ như thế này xuyên nè, nông quân mù chuẩn bị thấy chiều xuyên khi nào mà ấy có thể đứng đây nè. Đó, nhìn nè. Đây nè, đó. Nhưng khác có thể leo lên trên nè. Một cái tường khác ở quốc trình 3. Giờ mình sẽ giới thiệu anh em cái tường A3 cộng full ở góc này mà để đánh tường mid qua B. Em đứng đây nè, em cứ kẻ sao cho mà cái đường được cái cửa này nhìn ra không thấy này là được, không cần phải xuyên nhảy nông gì quân chứ, mù chỉ đứng động trên cùng là nhé. Như này xuyên nông quân mù chuẩn bị đó, chiều xuyên bằng là bắn thì em có thể bắn nó luôn. Không, ngoài những thằng khác á, thằng khác nó bơm á, nó có thể bơm này nè, thằng đây chi thằng Có un người đang tháo nè, cửa của ta sân khẩu. cả ngang nè, em chuẩn bị á, cả ngang nè, Cửa bị kẻ thủ nè, nghiêm rồi. rồi nó sẽ như thế nào, đây, giữa bắn nè, ở trên nè, ở dưới nè. Đó, nó một cái tường A3 luôn. Cái tường cuối cùng mà mình muốn chỉ đến anh em đó là tường A3 cộng UN để đánh này. Đầu tiên anh em bay ra đây nè. Anh em nhờ hộ con quay nó chắc thôi chỗ này là có người không, hoặc là thằng nào đó gan dạ, thằng Minh chẳng hạn nó quy vào đây nè. Xong rồi sau đó anh em đứng đây nè. Kẻ qua tới cái cột bên này nè. Đó. xuyên nông Kẻ quân mù chỉ động không nhảy gì hết nhé, không nhảy gì hết nhé. Rồi anh em vô tường nè, xuyên nông quân đó mù chuẩn bị chiều xuyên thằng này đứng đây chơi nè, thằng này đứng trên này chơi nè. Đó. Đó, thằng đặt bơm thì nó cứ cây ngồi đây sống đặt trong chờ bơm đợi. thôi, sau khi đặt bơm xong rồi anh em lui ra nè. Đi xe quân nè, đây đi cái tường nè, đứng đây nè, cả ngang nè, nhảy hai lần Cửa bị thủ nghiêm rồi. đó, nó sẽ như thế này nè. Đó, anh em đứng dưới đây anh kê nè, thằng nào đặt bơm nó sẽ nhú cái đầu rồi, thấy không, hoặc là đứng trên cái này nè, bơm nhú đầu không, rồi đứng đây nè không, đó, hoặc là lên trên này đứng được, lên trên này đứng cũng được nè. Đó, đó. Khi cái tường này hết hiệu lực thì quả bơm nó cũng gần nổ rồi. Đó thấy không? Quả bơm gần nổ phải không? Đó.